Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha, Thành phố Rồng các bạn ạ. Và ở đây anh em thích mình review về bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận cho Ante biết nha. Ante sẽ review những cái bé rồng mới cho các bạn xem. Ở đây thì anh em mình đang có một cái nhiệm vụ của team, đó chính là cái nhiệm vụ cho mấy cái bé rồng yêu nhau á mọi người. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi cho mấy cái bé rồng của chúng ta nha. Đây, sau khi yêu nhau các bạn sẽ thả nó ra cái chỗ ấp trứng nha. Đây, các bạn cái việc thả ra là coi như là hoàn thành xúc xích nhiệm vụ rồi ha. Ở đây thì chắc có lẽ là mình phải bán bớt mấy cái quả trứng này nha. Một, rồi đây là hai ha. Hai cái này anh em mình cũng được ít điểm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau nữa nha mọi người. Wow, chỗ này thì mình sẽ đến với là bé lão già râu dài ha. Rồi, lão già râu dài với lại là cái bé này đó là Gold, Macaron Gold ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm ở đây nữa, mình sẽ cho hai cái bé này nó yêu nhau tiếp nha. Đây, lần này thì bé Squirrel với lại là cho bé Mixicast luôn đi. Đó. Wow, 27 tiếng. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ ra nghĩ nhẹ cái này một cái. Wow. Một trận trong khu vực list. Và các bạn ơi, anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game thì các bạn đừng quên liên hệ trực tiếp với mình nha. Anh ta thì có nhận mở những cái gói VIP trong game và cái giá thì cái giá trong game nha mọi người, và kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình thì không có nhận mở giá rẻ cho nên các bạn yên tâm ha. Những cái nick của các bạn không lo nhà phát hành gọi là ban nick hay là khóa nick các bạn nha. Còn ở đây thì anh em mình sẽ đến với là rồi, khu vực list nha mọi người. Tập này chúng ta sẽ mang một cái thành viên Cute đi ha. Đâu rồi, để mình kiếm cái bé gọi là hàng siêu phẩm luôn các bạn ơi. Nữ hoàng Macaron, gia tộc Macaron thì các bạn biết rồi đó, rất là mạnh luôn. Wow, và Hunter có bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. Anh em có thể vào cái trang web của mình là trang hantechannel.com để các bạn tham khảo những cái nick trong đó ha. Những cái nick đó thì các bạn muốn mua thì inbox trực tiếp với mình qua Facebook nha. Hunter sẽ hỗ trợ đổi thông tin các kiểu cho các bạn luôn ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình đi khều nhẹ. Tên bạn cũng là Macaron nhưng mà Macaron Gold, còn mình đó là nữ hoàng Macaron các bạn ơi. Sức sát thương đặc biệt đến từ cái tuyệt chiêu thứ hai nha. Khả năng giật đam từ 3 tới 6 lần. Wow, 190k luôn. Bé yêu này thì các bạn chỉ tốn 100 mảnh là có thể summon được rồi. Và tôi cũng có bán mảnh rồng cho mọi người để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng luôn nha. Bây giờ thì khử nhẹ tên bạn luôn nè. Victory ha. Ở đây thì chắc có lẽ là anh em mình đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi nè. Vô xem cái coi. Rồi, khu arena là chúng ta cần win tầm khoảng 3 trận nha mọi người. Săn tay áo lên và vô kèo luôn nha. Đây, khu này thì để mình coi coi anh em mình đang nằm ở cái mức gọi là 11.124 nha. Rồi, action. Wow, mới vô mình có sát thương nhân 2 là thấy mê rồi đó. Tới công chuyện luôn. Lắm, không nói các bạn ơi, con này nó hơi trâu và nó cũng được đam lại với mình nữa. Kèo này anh em mình không có gọi là không có hưởng không các bạn ơi. Anh em mình còn bị bế lại nữa. Tưởng đâu là hưởng sấy được đam sát thương nhân 2 và tên bạn nó không có đam với mình nữa thì nó ok hơn. Còn cái này tên bạn nó vẫn bật lại mình coi như là quề vốn rồi. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với dòng Karma đi. Ở hên đó thì anh em mình sẽ được kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương và lượng đam chúng ta tăng gấp đôi nha. Còn nếu như không á thì cũng hơi bị đắm đuối ấy. Đây. Wow, tên bạn nó còn xíu máu nữa cờ. Và bây giờ đến với nhân vật cuối cùng của tên bạn bé này. Ui chà, ôi nó đam nhân 2 với mình luôn mới cay. Rồi, bây giờ thì ráng gồng thôi các bạn ơi. Gãy cái giáp hồi sinh rồi. 80 hả? Ây chà. Hơi gắt nha. Wow, bị thiếu một chút xíu đam mà rất may cho anh em mình là cái khả năng miễn nhiễm sát thương đã giúp cho anh em mình win các bạn ơi và không phải hy sinh luôn. Mừng húm luôn ha, tưởng đâu là bị bế đi mất tiêu rồi đấy. Rồi, kèo này thì 50-50, cái kèo này thì nó đỡ hơn xíu nè. Đây, săn tay áo lên và chuẩn bị tinh thần nha. Với cái tuyệt chiêu lá, thì thôi mình sẽ cho cái bé này ra chơi luôn. Tầm này chiêu đất đi.
Wow, qua được một em nha. Thành viên tiếp theo thì sẽ thuộc dòng đó chính là Heroic. Con này thì level cũng là 50 hen. Hai ngôi sao vàng lấp lánh. Ôi chà, kèo này thì chúng ta sẽ đến với cái bé này đi. Wow, hơi gắt. Ui, mình đang được sát thương nhân 2. Rồi, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây, Victory ha. Chỗ này thì anh em mình nghe nhẹ coi, 70, 70 vẫn là 70. Vô kèo luôn các bạn ơi. Mình nữa thì cẩn thận xíu ha. Rồi, sát thương nhân 2 thì lượng đam ổn áp. Nhưng mà quan trọng tên bạn có đam với mình không? Ui, nó đam sát thương lại với mình luôn. Đổi rồng. Ôi, đây, con này thì có lợi thế hơn được xíu nè. Thành viên tiếp theo, ui cho con này máu nó hơi bị trâu nha, nó lên tới là 48 luôn, 408 luôn các bạn ơi. 482.000. À, kích hoạt khả năng đam gấp đôi rồi, miễn nhiễm sát thương. Ui, ôi nó đam cay quá nhờ. Ao nhây ráng gồng với cái tên bạn cái coi. Rồi, thành viên trùm cuối của team bạn. Con này là Holy. Holy nha các bạn. Rồi, cho bé yêu ra thể hiện kỹ năng luôn. Wow, 60. Rồi, lụm ha. Victory. Ui, ba trận ổn áp nha mọi người. Anh em mình cũng đã hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ rồi. 40.000 thức ăn. 1, 2, 3, 4, 40. Vậy là đủ nha. Lẫm tiền. Rồi, khu vực list win 4 trận. Và các bạn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tây một lượt đăng ký. Và đừng quên like nhẹ video ủng hộ cho anh Tây channel nha các bạn ơi. Rồi rồi, ở đây anh em mình có cái skin hơi bị xịn sò hen. À, nhưng mà ở đây cho nữ hoàng ra đi các bạn ơi. Nhân vật này mặc dù ra rất là lâu rồi nhưng mà cũng khá là bá đạo nha. Wow, tầm này thì chúng ta sẽ khử nhẹ luôn cái bé yêu này đi. Ôi, mấy con này toàn chiêu đặc biệt không. Chiêu đặc biệt thì các bạn biết rồi đó, nó chuyển cái lượng sát thương còn dư lại cho con bên trong. Mà con bên trong á thì lên bảng đếm số luôn. Tầm này thì còn chịu gì nói. Rồi, với nữ hoàng Macaron thì anh em mình đang có sát thương được. Hút máu trước cái đã. Level 70 là các bạn thấy nó quýnh khác biệt liền. Đó, lượng đam cực kỳ gắt luôn. Dòng Titan gặp Macaron nữ hoàng là cũng rén luôn ấy. Nó giật đam liên hoàn và quýnh gọi là xuyên giáp luôn ấy các bạn. Cái giáp của Titan nó chỉ có chịu được một hit thôi. Nhưng mà cái này nó giật đam lên tới ít nhất là 3 hit. Wow, con này thì cũng khá là bá đạo nha, nó có cái khả năng gọi là xây một cái bộ giáp để bảo vệ đó các bạn. Wow, cái lượng đam còn dư lại chuyển cho con bên trong. Rồi rồi, tầm này thì cho nữ hoàng ra thể hiện nha, kèo này khều nhẹ thôi. Bé nữ hoàng của chúng ta có tới hai chiêu đặc biệt luôn nha mọi người. Ui, 4 sao luôn cơ. Wow, 130 cành. Victory hen. Ở đây thì anh em mình bị kẹt phà rồi các bạn ơi. Chúng ta chắc phải đến với cái khu vực này để có thể chiến với tên bạn. Lần này mình đổi rồng đi ha. Để coi coi. Rồi anh em mình chọn thành viên Hunter. Con này thì level là 50 và hiện tại đã được 3 ngôi sao rồi. Wow, bé này thì cũng khá là đẹp luôn. Ôi sao nó có hai chiêu thôi à? Rồi, vô kèo ha. Ôi, tính ra hình như là con này nó còn khả năng hồi sinh đấy các bạn ơi. Khi mà nó chết nó sẽ trở lại thêm một, nó sẽ hồi sinh lại một cái con khác ấy. Nhưng mà nó chết đầu tiên thì nó đâu có con nào để hồi sinh nha.
Wow. Rồi, em này thì 60 nha mọi người. 40 sao vàng lấp lánh. Và bây giờ anh em mình sẽ cho gia tộc gọi là Khao Ma ra thể hiện đi. Một mình cho nó cưng cả ba em nha. Với tuyệt chiêu lá thì anh em mình đang cộng thêm tới 60% nè. Rồi, thành viên tiếp theo thuộc dòng là Heroic. Wow. Ôi, mà anh em mình mém ngủm rồi. Đổi rồng. Ui, Victory hang. Chỗ này thì anh em mình nghe nhẹ thử một cái nữa coi. 55. Wow, được một cây còi đây. Được một cái còi gọi là cái tu hít ra. Đè thổi. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là wow. Rồi, tầm này thì anh em mình sẽ nhờ cái gia tộc gọi là Khao Ma thể hiện kỹ năng đi nha mọi người. Đó, mình cũng hơi bị mê cái bé này luôn ấy. Ui, kích hoạt miễn nhiễm sát thương luôn. Rồi, đối với cái bộ giáp của Titan này thì phải phá giáp trước nè. Wow, victory hen. Ok, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.